mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Wear Anime. Cách đây 4 năm đã từng có một nhân vật anime xuất hiện trong bộ Cô Gái Thỏ, đã từng khiến cho cộng đồng anime và manga phải tranh cãi nhau rằng liệu cô ấy có phải là best waifu hay không. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem nhân vật này xuất hiện trong bộ anime nào nhé. Cùng bắt đầu thế nào, let's go. Đầu tiên hãy tìm hiểu về bộ anime này trước nhé. Bunny Girl Senpai có tựa tên dài một cách đáng sợ, mà tất nhiên là tớ sẽ không đọc nó ra hết đâu. Tên tắt của nó là Aobuta, hay tiếng Việt có tên chính thức là Hội chứng tuổi thanh xuân. Anime được chuyển thể từ light novel sáng tác bởi Kamoshida Hajime và minh họa bởi Mizoguchi Keiji. Về phần light novel, không có tên cố định vì mỗi tập sẽ có một cái tên khác nhau, trong đó ở tập tiểu thuyết đầu tiên có tên dài như này. Vậy nên nó cũng được chọn làm tên anime khi được chuyển thể. Anime được phát sóng gồm 13 tập vào năm 2018. Đến năm 2019, Cloverworks tiếp tục cho ra mắt thêm phần movie với cốt truyện tiếp diễn ngay sau nội dung của phần anime TV. Bunny Girl Senpai có nhân vật chính là Azusagawa Sakuta, một học sinh năm 2 trường cao trung Minegahara. Trong một lần đến thư viện, cậu đã gặp chị tiền bối khóa trên, hiên ngang mặc một bộ đồ Bunny Girl đi quanh đó mà không ai thèm để ý. Điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Sakuta, khiến cậu buộc phải tìm hiểu về cô gái này. Ngay sau đó, cậu biết được sự thật rằng người tiền bối tên Sakura Chimamai là một người mẫu tuổi teen rất nổi tiếng. Nhưng không biết vì lý do gì, cô đột nhiên trở nên tàng hình trong mắt người khác. Sakuta là người duy nhất nhìn thấy cô. Ngay sau đó, cậu hiểu rằng đây chính là hội chứng tuổi thanh xuân, thường xuất hiện ở độ tuổi cấp 2 hoặc cấp 3. Nó sinh ra từ những khúc mắc trong tâm lý của những đứa trẻ ở độ tuổi này. Dù là trong phim, hội chứng này được giải thích bằng khoa học, nhưng với một đứa rốt ban tự nhiên như tớ thì xin phép tránh xa mấy cái lý thuyết này ra. Sakuta quyết định sẽ giúp Mai vượt qua hội chứng tuổi thanh xuân vì cậu đã lỡ thích đàn chị mất rồi. Cũng từ đó mà cậu đã gặp được những cô gái khác cũng mắc hội chứng này. Câu chuyện của từng nhân vật được mở ra cùng lý do khiến họ có những khả năng siêu nhiên. Nếu các cậu chưa xem bộ anime thì bây giờ dành thời gian xem nó cũng chưa muộn đâu. Còn nếu các cậu đã xem rồi, chúng ta hãy cùng nhau bàn luận về thông điệp của bộ anime này nhé. Đầu tiên, khi nói qua về cốt truyện, các cậu sẽ dễ dàng liên tưởng bộ phim với series Monogatari, vì cả hai đều sử dụng yếu tố siêu nhiên làm cốt để mở ra những tình tiết drama sau này. Nhưng khác ở chỗ, trong khi Monogatari đánh đến những yếu tố mang tính chất xã hội, màu phim tạo cảm giác kỳ ảo, u tối hơn, thì hội chứng tuổi thanh xuân lại lấy phạm vi nhỏ hơn là xoay quanh tâm lý tuổi mới lớn. Vậy nên nó thiên hướng về tình cảm học đường nhiều hơn, cũng từ đó mà gần gũi, dễ dàng truyền tải ý nghĩa với những người xem đồng trang lứa với các nhân vật trong phim. Phải thừa nhận là bộ anime này có nhịp phim khá lạ. Ở tập 1 sẽ cảm giác nó hơi bị chậm một chút, nhưng từ tập 2 trở đi, mọi cao trào bị đẩy lên một cách khá nhanh. Và tập 3 thì giống như đạt đến đỉnh điểm, làm người mới xem sẽ tưởng như phim sẽ kết thúc luôn ở tập 3 rồi, khi mà mọi rắc rối của Mai đều đã có đáp án. Nhưng phim có tận 13 tập, tức là Mai không chỉ là cô gái duy nhất mắc phải hội chứng khó hiểu này. Điều này khiến nhiều người xem dễ bị rơi vào cảm giác khó hiểu, đồng thời gặp tình trạng cảm thấy phim không đủ thu hút để tiếp tục xem, và thường dừng lại ở tập 3. Điều này khá là đáng tiếc, vì sau này phim đã có nhịp độ đồng đều, dễ cảm nhận hơn rất nhiều. Nhưng điểm đặc biệt nhất của bộ anime vẫn là những điều mà nó truyền tải thông qua việc xây dựng câu chuyện, tính cách về nhân vật. Về phần nhân vật Sakuta là người có phần hơi chống đối xã hội, cậu không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, không quá lầm lì, ít nói, mặt khác lại dễ dàng truyền đạt suy nghĩ của bản thân. Mặc dù trong tình huống đó nói ra sẽ dễ khiến cho người khác cảm thấy ngượng ngùng. Sakuta rất rõ ràng về mặt tình cảm, khi cậu nói là thích Mai thì có nghĩa là cậu sẽ chỉ hướng đến cô mà thôi. Dù sau này có các nhân vật nữ khác xuất hiện, Sakuta cũng không hề để tình cảm của mình bị lung lay. Nhưng cái tính nhây đùa mất liêm sỉ của cậu thì từ đầu đến cuối không biến mất. Kiểu nhân vật có tính cách như vậy cũng không hiếm gặp trong các bộ anime khác. Tuy vậy thì nó không lỗi thời, vẫn gây được sự hài hước, nghiêm túc đúng lúc đúng chỗ trong các phân đoạn của phim. Bản thân Sakuta chưa mắc hội chứng thanh xuân, nhưng em gái của cậu là Kaede lại là người mắc phải nó khi còn học cấp 2. Sau khi cô bé bị bạo lực ngôn từ trên nhóm lớp, hội chứng thanh xuân đã xuất hiện khiến cô bé trở nên ám ảnh, tự biến sự tổn thương trong lòng thành những vết thương vật lý trên chính cơ thể của mình và anh trai là Sakuta. Sau khi cả hai phải nhập viện vì những vết thương đó, Kaede mất trí nhớ và trở nên sợ xã hội. Lúc này, Sakuta trở thành chỗ dựa duy nhất cho em gái mình. Bố mẹ cậu thì đều bỏ đi vì bất lực, người lớn sẽ không hiểu những khó khăn của những đứa trẻ khi mà chúng đang ở độ tuổi hình thành tâm lý. Vậy nên Sakuta được xây dựng với vai trò là người chữa lành cho những người bạn, người em của mình. Mặt khác, các nhân vật mắc hội chứng ở trong phim chính là công cụ truyền tải cốt truyện một cách rõ ràng nhất, vì mỗi hội chứng đều xuất hiện với lý do của nó. Hãy lấy ví dụ như nhân vật Ryo Futaba. Hội chứng của cô là bị phân thân ra thành hai bản thể mang hai tính cách đối lập nhau. Lý do đằng sau nó xuất phát từ lối sống hai mặt của cô. Trên mạng, Futaba là cô gái sexy, xinh đẹp,
nhưng ở ngoài cô lại lầm lì khép kín, luôn che giấu tình cảm của mình dành cho cậu bạn thân. Chỉ cho đến khi cô chấp nhận đối diện với chính mình thì khi ấy hội chứng thanh xuân mới kết thúc. Hay đối với nhân vật Nodoka Toyohama, với khao khát được trở thành hình mẫu giống chị gái của mình là Mai, cô bé đã vô tình khiến bản thân hoán đổi thân xác với chị. Có thể nói đây là một bộ anime có đủ các nàng waifu cực kỳ hoàn hảo. Nhiều là vậy, nhưng các nàng này không đâm đầu vào thích cùng một anh men như là harem đâu. Các nhân vật được xây dựng câu chuyện riêng, có suy nghĩ khác nhau, thể hiện những vấn đề thường gặp trong cuộc sống của một đứa trẻ vị thành niên. Đây cũng là lý do tớ rất thích bộ anime này, khi các nhân vật được tự mình nắm giữ số phận của chính họ, hơn là cứ luôn dựa dẫm vào sự chỉ dẫn và chờ đợi được đáp trả tình cảm từ phía nam chính. Cộng với sự phản ứng chỉ thích một người từ Sakuta, bộ anime này không bị dính mắc harem học đường. Trong đó, nhân vật Mai là cô gái được xây dựng với tính cách hoàn hảo nhất, cũng là nhân vật được người xem yêu thích nhất. Không phải là vì câu chuyện của cô thú vị hơn so với các nhân vật còn lại, mà là ở cách cô phản ứng và đối diện với vấn đề của mình. Tuy là người xem sẽ khó để đặt mình vào hoàn cảnh của Mai, vì trong số chúng ta hiếm ai sống với vai trò là người mẫu nổi tiếng như cô. Nhưng chúng ta đều hiểu được những gì mà Mai phải trải qua khi bị chính mẹ ruột của mình biến thành công cụ kiếm tiền, phải chụp những bức ảnh mà bản thân cô không hề mong muốn. Vì sự nặng nề này mà Mai muốn rời bỏ thế giới showbiz và trở thành người bình thường không ai để ý đến. Xuất phát từ sự day dứt giữa từ bỏ hay tiếp tục, hội chứng tuổi thanh xuân đã xuất hiện. Nó khiến cô trở thành kẻ vô hình trong mắt người khác. Sức mạnh này lớn đến mức khiến cô bị xóa bỏ khỏi tâm trí của mọi người. Vậy là Mai đã phải đưa ra quyết định của cuộc đời mình. Thay vì chạy trốn, cô chọn cách tiếp tục theo con đường showbiz để thực hiện ước mơ của mình. Đa số tất cả các nhân vật đều phải học cách đưa ra những quyết định cuối cùng để vượt qua hội chứng tuổi teen. Có người phải từ bỏ tình cảm, có người lại học cách bộc lộ nó ra. Dù là quyết định nào thì cũng là một bước để các nhân vật trưởng thành. Bên cạnh đó, Mai cũng được xây dựng với tính cách khá hoàn hảo. Vì lớn hơn Sakuta 1 tuổi nên cô thể hiện được sự trưởng thành trong lối suy nghĩ, không chấp chuyện vặt vãnh và thật sự đặt niềm tin cho cậu. Một chút dễ thương, trong sáng và cả tsundere nữa. Mối tình chị em này thay vì nhìn lạc lõng thì lại khá là ăn khớp với nhau. Vì nếu Sakuta là một người đôi khi phát ngôn không suy nghĩ quá nhiều thì Mai sẽ là người chỉnh đốn độ nhây của cậu. Chính vì sự ăn ý của cặp đôi này mà yếu tố tình cảm cũng như drama trong câu chuyện được cân bằng. Tổng thể, bộ anime trông khá trọn vẹn, không bị overrated. Đúng là nó có một vài điểm đã từng thấy ở những bộ anime khác, nhưng điều này không có nghĩa là nó không hay. Đặc biệt là ở độ hách não khi một người mắc hội chứng tuổi thanh xuân xuất hiện, khiến người xem phải tự hỏi về độ phức tạp và mơ hồ của nó. Mọi bí ẩn đều được giải đáp bằng phần movie đi kèm mà có rất nhiều cậu đã từng yêu cầu chúng tớ làm video giải thích, nhưng đó có thể sẽ là một video khác. Ngoài ra, dành cho cậu nào hay hỏi nhạc của kênh dùng tên là gì, thì nó chính là bài ending của bộ anime này đấy. Và đó là toàn bộ thông tin cũng như ý nghĩa cốt truyện của bộ anime Bunny Girl Senpai. Và nếu như các cậu có bất kỳ ý kiến gì, hãy để lại chúng ở bên dưới phần bình luận để cho chúng tớ được biết về nhá. Đừng quên nhấn like và subscribe cho Way to Where Anime để chúng tớ có thêm nhiều động lực làm những video mới trong tương lai. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại. Way to Where out!